chạy có lên mắt xem nhưng ít tương tác comment là do đâu ạ lên mắt xem những ít tương tác là do thứ nhất là người livestream nhé phiên livestream của chúng ta là đang không có kịch bản không có mồi câu không có quà tặng không có những cái câu nói để mà tương tác cho khách hàng hoặc là năng lượng nó kém bối cảnh không đẹp ánh sáng không đủ nhân vật không có đầy đủ cái sự hấp dẫn và không hút được người xem đấy là cái lý do chính cái thứ hai là do quảng cáo quảng cáo chúng ta nhắm đối tượng sai nhắm đối tượng sai là cũng sẽ ít cái người tương tác ít cái người comment thì trong livestream chúng ta cần phải có rất nhiều yếu tố và cuối cùng là phải kêu gọi hành động người ta mới vào người ta comment người ta mua hàng kêu gọi hành động trong video rất đơn giản trong livestream ví dụ em kêu gọi người ta tương tác hoặc là ví dụ như là em có một cái mã quà tặng nào đó chẳng hạn muốn nhận quà thì hãy comment giúp em là cái gì đó hoặc là kêu gọi người ta chia sẻ livestream thì có rất nhiều cái dạng kêu gọi hành động trong cái việc mình livestream ấy, cái việc mình bán hàng nó là một cái việc rất là khô khan. Thế nếu như mà trong cái livestream của em thay đổi cái sản phẩm liên tục ấy thì nó không đủ để mà gọi là giữ chân khách hàng trừ khi sản phẩm của em rất hút, ngoại hình của em rất bắt mắt và phong cách livestream của em có một cái gì đó nó đặc biệt. Có nhiều bạn nữ ngoại hình của bạn ấy cực kỳ đẹp lại còn sexy một chút. Thế thì rất nhiều người người ta sẽ vào người ta dừng lại để người ta xem livestream thì đấy là một yếu tố thu hút thế thì bây giờ mình phải nghĩ xem bán hàng không ấy thì có giá trị gì cho khách hàng không rõ ràng nó ít thế thì đây chúng ta sẽ cần rất nhiều những cái yếu tố để hút được khách hàng thì đâu là những yếu tố có khả năng hút được người xem hút được người ta tương tác từ kịch bản từ ngoại hình từ bối cảnh từ mồi câu từ quà tặng từ kêu gọi hành động kêu gọi tương tác với em vân vân thì cái đấy là em phải tự mà liệt kê ra những cái thế mạnh của mình